Kéo đường rất là xa các bạn. Kéo lúc ở trong kia trọng á. Ở đây kéo đường xa lắm. Mà nói chung không ba mà không sao đâu. Ơi. Rồi, xin chào các bạn và mọi người ha. Thì hôm nay là quay máy cắt của hai đồ Thanh Thên nha anh em. Rồi tóc này. Sáng này nói chung nó chạy chưa có giọt nha các bạn, còn hơi ướt. Đồng này là đồng châu hành An Giang. Cái này là gì, Vĩnh Thanh hay gì các bạn ơi. Đây có hai chiếc của Thanh Thên, ở đây chiếc của Nhiên chiếc các bạn. Kia ở đây thì tài xế là Thanh Sinh Trùng, bên kia là già nó. Đồng này nó hơi lúng, anh em nó hơi lúng cái đầu này, già này nó chừa ra này các bạn. Thì mới vô thì mình vô hơi chảy thì nó cắt rồi. Hết già la mà với rất sáng thì nãy vô nó cắt rồi, mình mới quay tại vì nó còn ướt anh em. Cái này nó khô rồi nè. Con này thì nó bây giờ nó gì đây, nó nhảy cũng không lên đầu cho mấy anh em ơi. Chạy giữa các bạn. Rồi chào các bạn nha. Nay mình quay một tem này bên mình. Chứ có bán một tem này anh em. Bộ gì 27 này. Mình muốn đặt số tao nào biết em đặt tao nào còn các bạn. Số nào còn. Đây đi xem các bạn. Thấy cái tem này mình quấn vừa cái chữ kéo ra. Thấy đúng mấy này. Mấy anh bạn mới đưa gì ạ? Mấy anh em nào có số không? Bảy mươi xe động cơ của 2403 bình tông 87.2007 dòng trên phút thì 653 năm cắt 3 tấn hàm 2 mét chuẩn bị còn 18 đấy, nhận lại cho anh em bỏ lúa xuống các bạn ơi. Đây là mình quay một tiền hậu trước anh em, cho máy phim từ sáng nó chưa nóng nó quay chưa được các bạn ơi. Xì là chờ lại xới chạy đó, Vũ Bảo thì áo xanh đó các bạn. Vũ Bảo của hổng trên TikTok mua mình nắt cái cọc mà chưa trả nó anh em ơi. Nè thiếu dai quá, nãy vô đòi không trả, anh cười anh đi luôn các bạn. Thiếu dai khánh hằng luôn anh em. Quá trời thiếu dai luôn. Họ điện lúa rất chuyên nghiệp không. Đây, mà anh hút gom động cái đường đi các bạn ơi, cái đường đi này nó khá lúng. Nó hai đầu hên nó ủi cho một cục gom nữa kìa. Đó. Ủi vô lỗ này nó lầy nè anh em, hồi nãy hồi sáng không vô chảy thì nó bị lầy luôn cái lần này nè.
ngọt quá nè anh em, cái này là lên tẩy được rồi đó, mức độ cũng ngon rồi đó nha anh em. Đây, kéo sửa sàn lên dốc anh em, chỗ này đúng ghê lắm. Cái cây luôn. Kéo đường rất là xa các bạn. Kéo lúc ở trong kia trọng. Ở đây kéo đường xa lắm. Mà nói chung không ba mà không xa bằng. Ơi. Đón đường lúa gách còn dài đường nữa là xong các bạn. Chạy cũng tốc độ cũng dữ quá anh em. Thì khu này thì ảnh bữa nay hên hai máy thôi, chạy bốn mấy công các bạn ơi, rồi không biết chừng nào mà chạy nữa nha. Thì đây từ đây mà nói chung khu này mà về tới là nó xa lắm anh em. Về nhà nó thì chạy bản tầm cỡ mười mấy cây, 20 cây, chuyển máy cắt xong chuyển máy về. Chuyển máy nữa thì nó không cắt 150 chỗ các bạn ơi, nó cắt vòng vòng. Đồng này mà đồng này ít có máy binh lắm anh em ơi, như có hàng hơn đem ra máy nó binh thôi. Chứ lúc trước mình cũng quay đường này từ đó 4-5 máy mà cũng không binh gì các bạn. Nói chung là chạy dữ lắm, lên bánh chính rồi hạt mu ly tắc 25. Mùa nay thì vụ 3. Nói chung vụ 3 đồng này thì cũng không có rộng gì mấy anh em, mà máy thì nó cũng nhiều. Rồi cái cổ này là cổ mới này các bạn ơi. Cổ mới. Cổ mới hay nói gì để chúc mình review anh em coi. Từ từ anh em ơi. Mình quay hai cái máy của mình hơn là chắc 2 clip quá anh em ơi. Đây là ông ba của mình hơn chạy. Thank you.